Út Đạt ơi, Út Đạt. Út Đạt ơi. Út Đạt ơi. Ôi trời. Ủa? Trời nằm đây mà nãy giờ ta kêu không nghe. Trời ơi! Út Đạt! Út Đạt ơi, Út Đạt! Cái gì vậy ba? Thôi mất vía vậy trời ơi, tụi muốn chết không à. Trời đất ơi, người ta đang ngủ mà la sùm à. Ngủ gì đó mà người đóng hỏi vậy? Thì đắp mền từ nãy giờ nó phải nóng rồi chứ làm sao. Ngồi dậy đi. Trời ơi, nằm nhìn có huông quá trời luôn à. Trời ơi, mệt quá nè. Tôi tưởng nó buồn tình đời cái vụ thằng quỷ sói ca đó. Rồi cái nghĩ quẩn. Thôi đừng có tào lao, tôi còn yêu đời lắm, nghĩ sao tự tử vậy. Hôm qua giờ bị Tào Tháo rượt nè. Nguyên một đêm á, trời ơi, ôm cái toilet giờ không còn sức lực gì hết trơn á. Trời ơi, pha miếng cà phê uống cho tỉnh cái coi. Pha cà phê uống sẵn pha cho tôi luôn nghe. Tự lại pha giùm cái đi, người ta đang bệnh hoạn mà đài đọa quá. Dạo này Út cá độ đá banh hả Út? Hồi nào? Út thua rồi đúng không? Thua cái gì đâu. Không thua banh tại sao Út ngán đội Bỉ nè. Ngán Bỉ là Tào Lao nghỉ bán. Trời ơi, nghỉ bán mà cũng đọc ngược nữa. Ủa cái đó ngược hả? Ngược. Chắc tôi ghi lộn á. Trời ơi, tôi tưởng đâu tại là... kỳ tôi học rồi tới lớp 2 cô giáo nghỉ. Thôi thôi nè nè nè, cầm giùm cái thôi. Vậy là không có buồn chuyện tình cảm gì nghỉ quẩn đúng không? Không có buồn gì trơn trời. Khỏe khoắn đúng không? Khỏe khoắn, không có bị gì hết á. Ví dụ có chuyện gì hú tôi một tiếng là tôi hô hấp nhân tạo Út liền. À, thơm béo đậm đà chỉ có thể là tôi pha. Thơm béo đậm đà chỉ có thể là Út pha. Thì đó. Út à. Điện giật. Phê hả? Hay là Út uống cà phê, Út phê? Ê, buông ra đi. Tự nhiên cái nắm tay ta làm cái một cái luồng điện nó chạy ngang tim. Ủa sao nó ngang cái chỗ đó? Phải ngang chứ, một cái luồng điện nó chạy một cái thấu tim. À, thấu tim? Ừ. Trời ơi. Chứ nghĩ gì? Tôi tưởng đâu. Ủa nó bậy nha, nó bậy nha. Không có, tự nhiên tôi nói, tự nhiên tôi nắm tay cái nghe nó Út muốn live stream. Tào lao à. Út cho nắm tay rồi thì cho tôi nắm cái khác luôn. Thôi, đi. Thôi, đừng có sàm sỡ tôi nha. Tôi sàm sỡ Út hồi nào? Tôi chỉ muốn nắm giữ con tim của Út thôi mà. Nắm giữ gì? Trai đơn gái chiếc, hôm nay nghỉ bán rồi, anh đi về đi để người ta dị nghị đó. Út ơi, bao nhiêu lần như vậy Út không cảm nhận tình cảm của tôi sao? Nếu Út không cảm nhận được tình cảm của tôi nguyện tối nay ngủ chung với Út. Thôi. Đừng có bậy bạ nha. Ý là tôi tối nay tôi sẽ ở lại đây với Út để tôi cho Út biết cái tình cảm của tôi làm sao. Không ai cần, không ai mượn hết đó, anh về đi. Thôi được rồi, tôi sẽ về. Là gì ba? Là sẽ về. Trời ơi, bữa nay ngày gì á, nó ngược vậy không á hả? Tại Út ghi ngược. Tôi về đây. Chào Út. Trời ơi, kêu về một tiếng là về liền vậy đó. Để gì cho nói. Mình buồn vì tim mình đau, mình buồn thì ai thấu đâu. Anh thấu nè. Anh cứ đi đi, anh cứ đi đi. Thôi bây giờ anh ngu sao anh đi. Hollywood nó nhập tôi rồi, anh cứ đi đi. Thôi mà, chấp nhận tình cảm của anh rồi phải không? Có anh bên cạnh Út rồi, Út yên tâm đi. Anh sẽ bảo vệ cho Út. Trời ơi, nhìn Út giống mẹ anh ngày xưa quá. Mẹ anh ngày xưa cũng với bà anh mà bà có 6-7 đứa con luôn á. Ý bà. Có tôi rồi thì yên tâm, tôi sẽ bảo vệ Út trước những loài ong bướm. Vậy hả? Ai mà tới đây rủ Út đi chơi, Út chỉ cần nói một câu là tụi nó sẽ chạy dài liền. Câu gì? Hoa đã có chủ, miễn rủ đi chơi. Wow, thơm thơm, phê phê nè. Cà phê. Thơm nức mũi luôn. Đương nhiên là phải thơm rồi, em xài dầu thơm Pháp mà. Anh nói cà phê mà. Thôi kìa, trong khi tôi thơm vậy mà không hửi tôi đi hửi cà phê. Qua nằm ngủ em mơ,
anh thấy em pha cà phê cho anh và pha cà phê cho ba mẹ anh. Ba mẹ anh khen cà phê ngon, cà phê ngon. Ô, con dâu này đúng là con dâu số 1. Thật ra đêm qua em cũng nằm mơ luôn. Ồ, nằm mơ thấy... đêm qua em nằm mơ thấy anh. Trời ơi, mà sao anh đi với ai trong vòng tay? Gì kỳ vậy? Ờ, hôm qua tự nhiên nằm mơ thấy anh đi với ai chứ phải tôi. Em làm vợ anh nha. Ủa sao tự nhiên em thắng lết bánh trong miệng em vậy? Cái cảm xúc của mình đang thăng hoa. À, giống như là một cái gì đó nó xẹt trúng tim. Nhưng mà em nói anh nghe nha, tại vì em sống trong một cái gia đình gia giáo dữ lắm. Giống như mẹ của em á, và bà ngoại của em nè, ai cũng có một cái truyền thống á, là quán xuyến tất cả mọi chuyện ở trong gia đình. Ý là em muốn là bao nhiêu tiền bạc đi làm của anh về đưa cho em hả? Em không có muốn đâu, nhưng mà cái đó là truyền thống của gia đình em. Chỉ cần em pha cà phê cho anh uống hàng ngày là anh cho em hết. Thiệt không? Anh ghiền cà phê, ghiền luôn cô gái pha cà phê mất tiêu rồi. Mắc cỡ. Thôi em cứ bình thường đừng mắc cỡ, nhìn mắc ói lắm. Anh mỗi lần nói chuyện với con gái được hai câu là cái câu thứ ba nó vô duyên à? Không, câu thứ hai là đã vô duyên rồi. Ừ, má anh chửi anh hoài luôn á. Má anh chửi anh đúng đó. Gì? Giấy tờ nhà. Trời, Nguyễn Văn Mười Nổ. Trong khai sinh anh là tên Nổ luôn hả? Ngày xưa ba anh là theo phong trào đặt tên con mình cho nó Tây. Ừ. Ông ấy đặt là Nguyễn Văn Mười Nu. Mười Nu là N-O-O. Mà cái bà đánh máy vi tính, bà đánh hai chữ O thành chữ O. Cái bà thêm vô dấu phẩy nữa, nên là lỗi đánh máy. Không thôi là một Nguyễn Văn Mười Nu, giống như dạng như Nu Phước Thịnh rồi vậy đó. Hả? Hồi nhỏ anh lên máy bay anh hiếu động. Anh chạy cái bà nội anh kêu Nu. Nguyên một máy bay nằm xuống hết. Rồi nhà anh xuống đi xe buýt đi về luôn. Em nhận tên anh bi kịch cho cả một gia đình anh luôn á. Ủa, cái tờ giấy số điện toán của anh đâu rồi ta? Giấy số điện toán nãy anh để đâu? Hình như trong đó đó. Ê, em coi kỹ coi chừng mất nha. Ờ, ở đây có tờ giấy số nè. Ủa đó, gì vậy? Cái đó giữ cho kỹ. Giấy tờ nhà có thể mất nhưng giấy số đó đừng làm mất nha. Có chắc chúng không anh? Chưa. Trời ơi, cha nội vậy cũng nói nữa. Đúng là mua để hy vọng mà em. Ngay cả cái niềm hy vọng của anh cũng đưa hết cho em rồi. Anh chúc hết luôn, bây giờ em có cái gì em chúc lại cho anh không? Có. Em có cái rất là quý báu, em giữ tới giờ này luôn á. Cho anh đi em, anh cho em hết rồi, bây giờ chỉ cần em cho anh cái đó đi. Cái gì trong đó vậy? Cái này á là một cái bí quyết giữ gìn tình yêu, hạnh phúc vợ chồng. Trời đất ơi, tôi tưởng đâu cho cái kia. Cho kia là cái gì? Thôi được rồi, để uống ly cà phê vô cho tỉnh táo đi. Anh uống đi, anh mơ hồ quá thiệt á. Ở trong này á có 101 điều, nhưng mà hồi hôm qua em mới biên tập lại em thêm 10 điều vô nữa. Anh từ từ anh về đọc 101 điều kia nha, em đọc 10 điều của em trước nha. Rồi. Quy tắc thứ nhất, tiền của 10 cũng là tiền của Út. Quy tắc thứ nhất. Quy tắc thứ hai, không được bắt cá hai tay. Cá một tay làm sao mình bắt em? Cá lội đó mình bắt một tay, đố thằng nào bắt được. Anh mình ơi, phải có cái lưới, mình lưới thì được chứ. Bắt cá hai tay có nghĩa là làm mẹo mỡ gà đồng á. Trời ơi, cái đó người ta gọi là đá sân nhỏ. Điểm thứ ba, em luôn luôn đúng. Cái này hơi vô lý. Sao vô lý? Nói trong cuộc đời em không có lúc nào em sai. Nguyên tắc thứ tư, nếu như mà em sai, hãy quay lại nguyên tắc số 3, tức là cho dù Út có sai thì vẫn là đúng. uống đi cho nó tỉnh lại anh. Nguyên tắc thứ năm là cho dù trời nắng hay trời mưa, dù có trưa hay là tối thì cũng không bao giờ nhà thiếu cà phê. Ôi, cái đó thì quá dễ rồi, cà phê là cái món anh thích. Mà quan trọng là mình thích uống cái loại cà phê này nữa. Còn nữa. Thôi, đưa đây cho anh. Nè. Trời đất ơi, thôi đưa đây em về anh đọc cho em ơi. Giờ đọc nha, giờ đọc hết cho em nha. Mà anh nghĩ anh không cần đọc luôn, anh chỉ cần có một nguyên tắc duy nhất là có thể sống với em trọn đời. Là cái gì? Em luôn là bà nội của anh. Ngọt tấm nạc ngọt nọ mắm giỡn á, Út giỡn á nè. Cà phê nó ngon quá, muốn nhai luôn cái muỗng luôn. Nó cắn luôn cái bóng tay muỗng. À, đau. Người ta nói đúng mà. Nói gì? Trai xưa liều chết trên sa trường. Trai nay liều chết trên giường mỹ nhân. Nghe cũng vui quá. Tức là tự nhiên ta quen biết qua Facebook, quen biết qua mạng xã hội. Quen biết chúng ta tự nhiên hai người điên, ta ân nợ nhau trời đỉnh đó không à. Không biết ai nợ ai à. Nhắc tới nợ thì anh bỗng nhớ
Cao ơi sao vậy? Hả? Cao bị gì vậy? Anh thiếu nợ của giang hồ. Trời ơi, anh nói với em là nhà anh rất là giàu mà sao anh thiếu nợ giang hồ? Anh thích cái khu biệt thự này quá, nhưng mà ba anh chưa kịp gửi tiền về cho anh. Anh phải mượn tiền của giang hồ để mà anh mua khu biệt thự này. Trời ơi, chơi ngu quá vậy. Thôi đừng nói anh ngu. Không phải em nói là anh sao anh liều quá vậy? Làm trai là phải có máu liều, làm trai là phải yêu nhiều em ơi. Má ơi, bữa nay sẽ thơ xuất hiện liên tục luôn á. Em mê quá, mê rồi. Em hãy ở đây ngồi uống cà phê. Còn chuyện của anh để anh lo chuyện Giang Sơn cho. Mất cái này cũng được, anh sẽ ôm bằng cách khác. Bằng cách nào? Bắp vế chẳng hạn. Trời đất ơi, bây giờ nó quan trọng là anh kiếm người ta bao nhiêu tiền. Có vài chục tỷ đó mà. Hả? Giờ chục tỷ nhiều quá, ở đâu mà Út lấy ra? Anh biết mà. Thôi mà, vài chục tỷ thì em cũng có. Nhưng mà em có ít. Nói với người ta là trả đỡ đi, chờ ba của anh về đưa tiền trả được không? Chỉ còn cách đó thôi. Em vô két sắt em lấy tiền. Lấy két sắt đi. Ừ. Nè. Hãy dựa vào bờ vai của anh đi. Em đã bảo vệ được nó rồi đó. Anh ơi, ráng trả nợ cho người ta nha. 1.500.000 của em đó. Cái gì 1.500.000? Mà bao nhiêu đây? 200, rồi 500, 1.000, 2.000 em để dành em bán cà phê đó. Cầm số tiền này thương lượng. Nó còn giữ được cái vai thì giữ. Ráng anh đi đây. Hãy yên tâm với anh. Muốn đi đâu phải bước qua ha. Hả? Tao à. Mày đi đâu tới đâu mà làm ơn mày ngủ cho đủ giấc đi. Bữa đi bắt ăn cướp mà đứng mày ngáp người ta tới tao quýnh đạo mày luôn à. Hai người làm gì vậy? Để ca của tôi đi. Út vô cái vị trí được sắp đặt ngồi. Muốn đi thì đi. Anh nắm con bò em lại mỗi lần em đi là nó bị giật cái vậy à. Cái này là gọi là cái chiêu khóa luôn rồi. Hai người đứng như vậy hãy vô kiếm chuyện với tôi là ờ. Ông Mười. Ông Mười thì sao? Mày gạt hết người này tới người kia. Hôm bữa ở bến xe tao tha cho mày rồi mày. Lần này là mày đứt cánh tay bên phải đúng không? Lần trước là mày đòi xúc cái cùi lẳng bên trái. Lừa đảo phải có sáng tạo chút xíu chứ. Trả lời nè, mày phải hỏi. Không, anh cầm đi. Trời, anh cầm quá gì vậy Út? Nó gạt Út đó. Không phải, sắp bị mất cánh tay rồi. Mày có mất con mà nói thiệt đi mày. Giữ đi, bây giờ mà Út không cầm cái đó là tôi mới bị mất cánh tay đó. Nói đi mày. Dù nói chuyện thẳng thắn đúng không? Ừ. Bây giờ chuyện đâu mà phải đó. Chuyện phải có phải, chuyện trái có trái. Đứng nói bên đi. Phải nè. Đúng không? Nói. Đứng bên phải bên trái nè. Đó thì tôi là đứng bên trái nè. Tôi nói là tôi sai đó. Tôi đứng bên trái đó. Trời ơi. Cao ơi. Không có quần quần lại. Hai người làm gì vậy? Út mê nó tới nỗi mà Út mụ mị. Tôi cản Út thì Út nói là tôi ghen. Út mê cái thằng sói ca, thằng đó là cái thằng xạo. Như vậy là nó gạt hả? Ừ. Út chưa tỉnh rồi. Út uống miếng nữa để cho tỉnh táo rồi tôi nói cho Út nghe. Út đẹp. Cái xã hội này ở trên mạng nó tràn lan đầy rẫy những cái sự lừa đảo. Út cứ lên mạng Út tìm sói ca làm gì, trong khi đó hói ca đang trước mặt của Út. Nếu như mà bây giờ mà nó gạt mình đúng không? Nó gạt Út đó, báo công an để mà công an bắt nó lại, để sau này nó không có đi gạt người khác nữa. Bây giờ Út thông minh, Út tỉnh táo rồi nè. Út nói câu nào đúng câu đó, nên báo công an đi Út. Quyết định vậy đi. Út là phải nên cảm ơn sói ca Mười Đầu. Trời anh Mười ơi, em không ngờ anh giỏi vậy luôn anh Mười. Út à, Út muốn yêu ai Út cũng phải tư vấn tôi hết. Vậy hả? Bởi vì sao? Yêu là phải xài chiêu.